Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, năm 2050, dân số thế giới sẽ tăng thêm khoảng 2 tỷ 500 triệu người. Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên thế giới vẫn tiếp tục tăng cao. Vậy xu hướng tiêu thụ nông sản hiện nay là gì? Khả năng đáp ứng cung cầu về nông sản hiện nay ra sao? Đâu là nguồn cung cấp nông sản chính? Yêu cầu đối với nông sản trong thời gian tới như thế nào? Đó là nội dung của chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần này. Trước tiên là những ghi nhận từ phóng viên VTV. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo số liệu thống kê, dân số thế giới dự kiến sẽ tăng từ 7,6 tỷ người lên gần 10 tỷ người vào năm 2050. Sự tăng trưởng dân số này kéo theo nhu cầu sử dụng các mặt hàng nông sản, thực phẩm cũng không ngừng tăng lên. Đối với mặt hàng gạo, tỷ lệ tiêu thụ tăng trung bình 1,4% trên năm. Các chuyên gia cho biết, nhu cầu sử dụng mặt hàng này sẽ ngày càng gia tăng do sự tăng trưởng của dân số thế giới. Cái vấn đề nông sản thì nó vẫn luôn là một cái chủ đề nóng trên thế giới. Thì theo một cái ước tính của tổ chức FAO trong một cái báo cáo của họ là từ tầm nhìn từ nay cho đến 2030 thì cái dân số thì là sẽ tăng khoảng tầm 1,1%. Kéo theo đó thì cái nhu cầu về thực phẩm và nông sản nó cũng sẽ tăng lên với con số là khoảng tầm 1,5%. Theo đó đến năm 2050, lượng tiêu thụ này sẽ vượt ngưỡng 600 triệu tấn. Bởi theo phân tích của các chuyên gia, hiện nay mức tiêu thụ nông sản bình quân đầu người mỗi năm vẫn đang tăng khoảng 1,5% trên năm. Trong đó, tăng trưởng nhanh nhất là khu vực châu Á. Do đó, để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ này, đến năm 2050, sản lượng nông sản toàn cầu phải tăng thêm ít nhất 70% so với hiện nay. Trong thời gian tới, nghĩa là mình muốn nói tương lai gần đấy, thì vấn đề tiêu thụ nông sản ấy cũng đang có rất nhu cầu cao, và đặc biệt là vấn đề lương thực, an ninh lương thực vẫn được đặt ra hàng đầu, vì hiện nay sắp tới là cái tỷ lệ dân số, số lượng dân số trên thế giới có thể lên đến 8 tỷ và khả năng còn tăng nữa, nên vấn đề an ninh lương thực rất là vấn đề là hệ trọng cho toàn cầu. Trong đó tập trung chính ở hai nhóm mặt hàng lúa mì, gạo và rau quả, trái cây, mặt hàng lương thực như gạo, lúa mì. Mức tiêu thụ chung trên toàn thế giới năm 2018 đạt 80 kg trên một người trên một năm và sẽ đạt khoảng 85 kg vào năm 2050. Dự báo trong giai đoạn từ 2018 đến 2050, nhu cầu tiêu thụ lương thực sẽ tăng 1,5% trên năm, đạt mức 60 triệu tấn vào năm 2050. Các quốc gia có khối lượng tiêu thụ lớn nhất là Trung Quốc 29%, Ấn Độ 19% và Indonesia 11%, tổng cộng chiếm 59% tổng lượng tiêu thụ toàn cầu. Theo sau là Bangladesh, Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Philippines, Brazil và Nhật Bản. Chúng ta có thể thấy rằng hiện nay có hai xu hướng tiêu thụ nông sản trên thế giới, đó là hiện nay số lượng dân số ngày càng tăng nên nhu cầu nông sản, thực phẩm cũng ngày càng tăng trên khắp thế giới. Và New Zealand chúng tôi có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi chỉ có hơn 4 triệu người, nhưng có thể sản xuất lượng lương thực cho hơn 40 triệu người. Nên tôi thấy cần phải sản xuất nông sản, thực phẩm một cách rất hiệu quả và phải có sự bền vững. Vì khối lượng đất đai chỉ có vậy, nhưng dân số ngày càng tăng. Tương tự, các mặt hàng rau quả cũng không ngừng tăng lên, đặc biệt là các loại rau quả nhiệt đới. Cụ thể, mức tăng trung bình hàng năm của nhóm hàng này là 3,6%. Tổng sản lượng toàn cầu đạt 92 triệu tấn vào năm 2017. Hiện trung bình, mỗi năm một người tiêu thụ khoảng 100 kg rau các loại và vẫn tiếp tục tăng lên. Điển hình như tại thị trường Hoa Kỳ, năm 2010, mức tiêu thụ rau bình quân trên một người đạt 193 kg và con số này sẽ vượt qua mức 200 kg vào năm 2050. Mức tăng trung bình 0,3% mỗi năm. Dự báo sản lượng rau quả sẽ tăng lên 150 triệu tấn vào năm 2050. Và dân số của thế giới tiếp tục tăng. Chính vì thế cho nên là các cái dự báo trên thế giới cho thấy rằng là trong tương lai thì nhu cầu về nông sản là tăng rất mạnh. Nhất là khi con người vượt qua cái bước đột biến là chuyển từ ăn chủ yếu là lương thực sang là ăn nhiều hơn về sản phẩm chăn nuôi và rau hoa. Về nhu cầu về trái cây và rau thì chúng ta mới biết là trái cây thì vùng ôn đới lại muốn nhập trái cây nhiệt đới, vùng nhiệt đới thì lại muốn nhập trái cây ôn đới hoặc là bán nhiệt đới, thậm chí ngay cả nhiệt đới cũng vẫn nhập trái cây nhiệt đới, thậm chí của chúng ta còn phải nhập trái cây nhiệt đới của Thái Lan, của Malaysia. Nên cái chuyện mà thương mại qua lại, đương nhiên nếu như có những chất lượng ngon, giá rẻ thì vẫn có thể trao đổi được. Thế ngoài ra thì về rau thì hiện nay một số quốc gia cái nhu cầu tiêu thụ về rau xanh, rau tươi đấy cũng đang rất cần, rất có một cái nhu cầu cao. Người trong ngành cho rằng
Để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ nông sản cho gần 10 tỷ người vào năm 2050, thì sản lượng nông sản toàn cầu phải tăng lên 70% so với hiện nay. Do đó, đây là cơ hội lớn cho ngành nông nghiệp Việt Nam đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu. Thưa quý vị, nhu cầu sử dụng các mặt hàng nông sản ngày càng tăng lên. Vậy đâu là những nguồn cung cấp nông sản chính hiện nay cho toàn thế giới? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Năm 2017, thị trường nông sản toàn cầu ước đạt khoảng 1.700 tỷ đô la Mỹ, trong đó tập trung lớn vào các nhóm sản phẩm như lúa gạo, lúa mì, rau quả, trái cây và một số mặt hàng thực phẩm khác. Nguồn cung chính cho nhóm mặt hàng này là các nước trong khu vực châu Á và Nam Mỹ. Hàng chục năm qua đây thì cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp nó đã tạo nên một cái tình hình rất là thú vị là trên thế giới là giá nông sản liên tục giảm. Nhưng mà trong tương lai đấy, thì tình hình không còn diễn ra như thế nữa. Biến đổi khí hậu một cách diễn ra rất là quyết liệt, làm cho cái nước biển dâng lên, là thu hẹp các cái đồng bằng lớn, làm cho lương thực là bị đe dọa, lượng mưa giảm và diễn biến các cái thiên tai diễn ra quyết liệt, cũng làm cho những cái nạn đói có thể xuất hiện đầy đó trên thế giới. Song song với đó là cái quá trình công nghiệp hóa diễn ra rất mạnh, đô thị hóa diễn ra rất mạnh, lấy đi đất, vốn, lao động của tất cả các nước. Với hai nhóm mặt hàng chính là lúa mì, gạo và rau quả, trái cây, số liệu thống kê cho thấy các nước Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ là những nước giữ nguồn cung gạo lớn nhất thế giới, chiếm tới khoảng 60% thị trường toàn cầu, 40% còn lại thuộc về các khu vực ở Nam Mỹ, Mỹ, Pakistan, Myanmar, Campuchia. Dự báo đây sẽ tiếp tục là những khu vực cung cấp phần lớn lượng gạo xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thế giới. Trong khi đó, châu Âu, Mỹ Latin như các nước khối thị trường chung EU, Mỹ, Nga, Úc, Canada là khu vực cung cấp sản phẩm lúa mì, chiếm tới 90% tổng sản lượng toàn cầu, 10% còn lại đến từ các nước như Ấn Độ, Trung Quốc. Không chỉ lúa gạo, châu Á cũng là khu vực giữ nguồn cung các loại trái cây, rau quả cho thế giới. Ước tính 58% sản lượng rau quả nhiệt đới có nguồn gốc từ châu Á, 25% ở Mỹ Latin và 16% ở châu Phi. Mexico là nhà xuất khẩu hàng đầu với khối lượng ước tính là 23% vào năm 2017, tiếp theo là Brazil 13%, Thái Lan 12% và Peru 12%, Malaysia, Việt Nam. Mặt hàng nông sản thì được sản xuất hay là được trồng tại rất là nhiều quốc gia trên thế giới. Mỗi quốc gia thì sẽ đều có những cái thế mạnh riêng. Nếu mà nói về nông sản thì nó rất là rộng. Xét trong cái khu vực của Đông Nam Á thì Việt Nam thì có một số những cái đối thủ nổi lên, một số những cái đối thủ cạnh tranh chính, chẳng hạn như là Thái Lan, Trung Quốc và có thể là Campuchia nếu mà xét về mặt hàng gạo. Rồi thì nếu mà rộng hơn về châu Á thì có thể nói đến Ấn Độ và một số những cái nước khác như là Hàn Quốc, Bản thì họ cũng đều, hay là Australia thì cũng đều là những cái nước mà xuất khẩu cái sản lượng nông sản rất là lớn. Trong khi nhu cầu sử dụng các mặt hàng nông sản vẫn không ngừng tăng lên, thì khả năng cung cấp những mặt hàng này lại có nguy cơ bị giảm sút do tác động của biến đổi khí hậu, suy giảm nguồn đất đai. Báo cáo hàng năm lần thứ 3 của Tổ chức Sáng kiến Thu hoạch Toàn cầu GHI cho thấy, vào năm 2050, khu vực Nam sa mạc Sahara ở châu Phi chỉ có thể đáp ứng được 13% tổng nhu cầu lương thực, trong khi Đông Á chỉ đáp ứng được 74% nhu cầu này, Trung Đông và Bắc Phi là 83%. Trong khi đó, tại khu vực châu Á, nơi được xem là nguồn cung cấp nông sản chính cho toàn thế giới, thì nhu cầu tiêu thụ cũng vượt quá khả năng cung ứng. Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2010-2050, nhu cầu của khu vực này tăng 3,64%, riêng Nam và Đông Nam Á là 2,75% mỗi năm. Trên thế giới nếu mà nói lúa gạo ấy, thì nó chỉ hạn chế ở một số nước nhiệt đới thôi, mà tập trung ví dụ chúng ta đứng hàng thường là nhất nhì thì chúng ta là xuất khẩu gạo thuộc diện lớn, sau đó nữa là đến Mỹ, đến Thái Lan, ba quốc gia mà xuất khẩu gạo lớn lớn. Nhưng gần đây, trong tương lai gần chúng ta cũng phải xem xét là hiện nay Myanmar, Campuchia rồi Lào là ba cái nước mà có khả năng xuất khẩu gạo cao. Đây là cơ hội lớn cho Việt Nam bởi các chuyên gia cho rằng với những tiềm năng về sản xuất vốn có, đến năm 2050, Việt Nam có thể vượt qua Ấn Độ để trở thành nước xuất khẩu nông sản lớn, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cho toàn thế giới.
Cụ thể hiện nay Việt Nam cũng đang là một trong những nguồn cung các mặt hàng nông sản cho thế giới, trong đó nhiều mặt hàng chiếm tỷ trọng cao như lúa gạo, rau quả, trái cây. Mỗi năm Việt Nam xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn gạo ra thị trường thế giới, chiếm khoảng 16% thị trường gạo toàn cầu. Trong khi đó các mặt hàng rau quả, trái cây của Việt Nam chiếm khoảng 1% thị trường. Hiện nay các mặt hàng nông sản của Việt Nam đang rất được các quốc gia ưa chuộng, đặc biệt là tại một số thị trường như EU, Mỹ và khu vực Trung Đông. Tôi thấy các doanh nghiệp có thể xuất khẩu các sản phẩm như chuối, xoài sang thị trường Hà Lan, vì Hà Lan chúng tôi có một loại chuối, một loại xoài thôi. Trong khi đó, tôi đã thử những sản phẩm này tại Việt Nam và thấy mùi vị rất là ngon. Theo các chuyên gia, xuất khẩu nông sản Việt hiện đứng thứ 2 ở Đông Nam Á và đứng thứ 15 thế giới. Tuy nhiên, để có thể duy trì vị trí này, ngành nông nghiệp Việt Nam cần ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm. Mặc dù nhu cầu tiêu thụ nông sản vẫn tăng cao, tiềm năng về dư địa thị trường lớn, tuy nhiên để xuất khẩu được, các mặt hàng nông sản phải đạt được các yêu cầu tiêu chuẩn khác nhau cho các thị trường. Vậy những yêu cầu đối với xuất khẩu nông sản hiện nay là gì? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những ý kiến từ các chuyên gia. Một cái yêu cầu mà như tôi đã nói, tức là người ta đề cao tính chất về tính an toàn. Thì qua đó thì chẳng hạn như là các cái hoạt chất hóa học khi mà sử dụng trong các sản phẩm nông sản thì nó phải nằm trong cái ngưỡng cho phép hoặc là nó phải hạn chế và giảm dần đi. Chúng ta đã gặp rất là nhiều những cái vụ việc như là, chẳng hạn như là tôm bị trả lại vì có dư lượng kháng sinh cao, thì đấy nó là những cái mà vấn đề mà các cái nước nhập khẩu họ thường rất là quan tâm. Hiện nay thì có rất là nhiều cái chứng chỉ chẳng hạn như là ISO 22000 Food Safety Management, tức là chứng chỉ về quản lý sản xuất thực phẩm, hoặc là chứng chỉ về HACCP, thì đấy là những cái chứng chỉ rất là cơ bản. Ngoài ra thì một số nước hạng đạo hồi thì họ đòi hỏi những cái chứng chỉ tức là HALA, thì những cái đấy thì tùy theo từng quốc gia thì họ sẽ có những cái yêu cầu riêng. Tuy nhiên là cái chứng chỉ về ISO 22000 thì là những chứng chỉ rất là cơ bản của HACCP nữa, hoặc là chứng chỉ về Global GAP, thực hành nông nghiệp tốt thì nó cũng rất là chứng chỉ rất là cơ bản. Những cái tiêu chuẩn mà phổ biến thì ví dụ châu Âu và tiêu chuẩn BAC do Hiệp hội Bán lẻ Anh đề xuất thì được thừa nhận khá là phổ biến ở các quốc gia châu Âu và kể cả Úc này kia. Và một cái tiêu chuẩn khác là IFS, thì tiêu chuẩn đấy do Hiệp hội Bán lẻ của Đức và các quốc gia Đức, Pháp, Ý họ thành lập, thì nhóm những cái quốc gia này sẽ thừa nhận cái tiêu chuẩn đấy nó ưu tiên hơn. Ví dụ về Mỹ thì như Huy nói đấy, nó lại có tiêu chuẩn PAB, hay là một cái tiêu chuẩn khác do Ủy ban ISO ban hành là tiêu chuẩn FSSC, nó gọi là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Thì tiêu chuẩn này gần như được thừa nhận chung kể cả từ châu Âu qua Úc qua Mỹ. Thì nhiều doanh nghiệp họ chưa định hướng rõ cái thị trường nào á, thì họ có thể lấy chứng nhận FSSC là cái mình có thể nói chuyện được với khách hàng, là tự tin rằng mình có một cái hệ thống quản lý mà được thừa nhận chung. Và tùy theo từng sản phẩm nông sản thì sẽ có những yêu cầu riêng biệt, là họ có thể là đấy là tiêu chuẩn liên quan đến organic này, không được sử dụng những cái là phân vô cơ này, không được sử dụng những cái gọi là cái thuốc diệt cỏ này, hay là tức là rất rất nhiều cái yêu cầu tiêu gọi là về kỹ thuật đối với sản phẩm nông sản để có thể được phép được bán vào thị trường thôi. Đấy là một trong những bộ tiêu chuẩn rất là chặt. Ngoài ra hàng loạt cái luật lệ khác, luật liên quan đến bảo vệ an toàn vệ sinh phẩm này, luật liên quan bảo vệ người tiêu dùng này, luật liên quan đến hệ thống kênh phân phối này, và rất nhiều quy định khác mà dưới luật thì rất là chặt chẽ. Về cơ bản thì các cái doanh nghiệp sản xuất và phân phối để mà xuất khẩu ra nước ngoài ấy, ví dụ như IDD Việt Nam chúng tôi là đã có những chứng nhận quốc tế, ví dụ như ISO và HACCP, là đã có thể đáp ứng được cơ bản để mà xuất khẩu sang châu Âu. Tuy nhiên có một số nước rất là khó tính thì họ yêu cầu là phải có những chứng nhận liên quan organic. Ví dụ như nếu bây giờ các bạn muốn xây dựng cái tiêu chuẩn hữu cơ thì các bạn tốt nhất là lấy cái tiêu chuẩn USDA của Mỹ hay là tiêu chuẩn BioEU của cộng đồng châu Âu, của Liên minh châu Âu. Thì ngay cả những nước mà gọi là giai đoạn đang phát triển thì họ cũng đòi hỏi cái sản phẩm nông sản sạch, và cao hơn nữa đó là sản phẩm phải đạt những chứng chỉ như Global GAP, hay là một số quốc gia như của Nhật thì nó phải chứng chỉ GAP, hay là của iFarm, hay là Mỹ thì USDA. Thì tất cả đấy là những sản phẩm mà nó đạt ở mức là nông sản hữu cơ rồi. Thì đấy là cái đòi hỏi đương nhiên, vì vấn đề an toàn thực phẩm, vấn đề sức khỏe con người đang được đặt ra hàng đầu.
Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.